Rồi, đây là cái cách cột thẻo câu nha. Đây là bốn lưỡi câu đã cột sẵn. Cái lưỡi này là lưỡi Chinu 10, hộp màu đỏ đấy. Đây đây, cũng khá là lớn. Ví dụ như ngón tay của mình thế này thì cái lưỡi nó to hơn ngón tay. Cái vòng lưỡi này nó to hơn cái ngón tay một chút. Còn ở đây thì là sợi dây dù dài khoảng 10 đến 15 cm thì đó cũng được. Còn sau khi sâu khoai xong thì mình móc vào cái khuy như thế này. Đấy, đây là bốn lưỡi. Đây là lưỡi chưa cột. Còn dù dù thì mình dùng loại này. Một cuộn 50 mét, tải trọng là 29 kg. Ý đây bốn hay còn gọi là bốn chấm ấy, đường kính 0,33 mm. Nói tóm lại là chắc chắn. Dù này có lõi bên trong. Đấy, còn mồi thì đây, khoai sâu kiểu như thế này thì mình sẽ, đây là một cái canh tre. Đây là một cái canh tre rất nhỏ, nó có lỗ giữa, mình cắt chéo hai bên để cho nó có tạo ra một cái ngam. Có thể là ngoắc cái sợi dây dù vào được. Đây ạ. Đấy, ngoắc sợi dây dù vào như thế này. Đầu này thật căng ra và khổ quá, sâu qua cái củ khoai này, sâu qua như thế. Một tay thao tác hơi khó nha. Sau khi mình sâu xong củ khoai nó sẽ như thế và mình móc vào ném xuống nước đấy. Rồi, chúc mọi người thành công.